Rồi, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đến với kênh của Minh Chiến Âm Thanh Bá Bình Định nha. Sau đây em sẽ test sản phẩm là những là con khủng long Receiver Nghi Hai Bầy Đẹp để gửi cho anh ở thành phố Cần Thơ. Đó là con 9090, cực kỳ khỏe, đánh 8 sò sắc Saken nha. Công suất cực đại lên tới 750W. Và em test con này đã gửi cho bác yêu cầu giấu tên ở Cần Thơ nha. Rồi, xin mời anh em thẩm âm. Và con 9090 này đẹp tình trạng em hàng bay đẹp xuất sắc thì bên em bán giá là 31.500.000, bao ship toàn quốc cho anh em. Giờ xin mời anh em nghe một bài ca khúc nhạc mạng nha, đến từ nhạc từ TV xuống nha anh em. Rồi, mời anh em thông âm nha. Xin mời anh em đăng ký kênh cũng như là để theo dõi những sản phẩm bên em. Rồi, mọi chi tiết anh em cứ xin liên hệ vào số điện thoại phía trên màn hình nha, em ship hàng toàn quốc cho anh em. Anh em nào ở xa không đến được với Chiến thì cứ thích sản phẩm nào thì cứ liên hệ cho em nha, em sẽ ship tận nơi, vì anh em sẽ cọc ít tiền gì đó em sẽ ship tận nơi, anh em được xem hàng, test hàng và nhận sản phẩm và gửi tiền cho bên giao nhận nha. Hàng trước khi đi cho anh em thì anh sẽ chụp hình gửi cho các bác qua những qua Facebook hay là qua Zalo, và sẽ test cho các bác qua kênh YouTube này để anh em cùng tham khảo cũng như là về giá bán và sản phẩm nó thế nào. Rồi, xin chào anh em nha. Cảm ơn anh em đã xem video này. Hẹn anh em ở video kế tiếp.